Làm sao biết được các điện trở đang ghép nối tiếp hay song song khi biết điện trở tương đương? Hãy xem hết video này nha. Chúng ta có hai điện trở R1 và R2. Khi thấy điện trở tương đương mà nhỏ hơn các điện trở thành phần thì ta kết luận R1 ghép song song với R2. Còn nếu R tương đương và lớn hơn các điện trở thành phần thì ta nói ngay R1 ghép nối tiếp với R2. Để hiểu rõ hơn, chúng ta áp dụng một cái ví dụ. Đó là khi tìm điện trở tương đương của hai điện trở 1 và 2 đang ghép song song, ta áp dụng công thức R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Thế số vào 6 nhân 9 chia cho 6 cộng với 9. Bấm máy tính, chúng ta có kết quả là 18/5. Hiển nhiên R song song nhỏ hơn R1 và R2. Vậy thì nếu hai điện trở ghép nối tiếp thì R tương đương sẽ được tính bằng R1 cộng R2. Lấy 6 cộng với 9 thì hiển nhiên bằng 15. Vậy thì R nối tiếp sẽ lớn hơn R1 và R2. Đây là dấu hiệu nhận biết các điện trở đang ghép với nhau như thế nào. Hãy xem kỹ video này nha.